Từ 0 giờ ngày hôm nay 23 tháng 4, cả nước cơ bản dừng cách ly xã hội, trừ một vài khu vực có nguy cơ cao ở thành phố Hà Nội, Hà Giang, Bắc Ninh. Đó là quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc họp thường trực chính phủ vào chiều qua ngày 22 tháng 4 tuy nhiên thủ tướng cũng khuyến cáo người dân đặc biệt là giới trẻ không nên tổ chức tụ tập đông người hay ăn mừng vẫn cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm chống dịch tất cả nhân dân lưu ý vẫn phải cảnh giác chấp nhận một tình trạng là sống trong trạng thái có dịch vì nếu nguy cơ dịch trên thế giới thì việt nam cũng không thể thoát khỏi